Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ hai ngày 18 tháng 1 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Hội nghị 15 phá vỡ điều lệ đảng, thất bại của phe miền Nam. Hội nghị Trung ương lần thứ 15 là hội nghị cuối cùng trước khi mở màn Đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nó có ý nghĩa vai trò đặc biệt quan trọng về nhân sự của Đảng đã khai mạc hôm 16 tháng 1 và bế mạc một cách hết sức nhanh chóng và bất ngờ vào lúc 17 tháng 1. Trong bài diễn văn bế mạc hội nghị, ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết Trung ương đã thông qua danh sách nhân sự là ủy viên Bộ Chính trị khóa 12 thuộc trường hợp đặc biệt được tái cử khóa 13 và danh sách đề cử các đồng chí ứng cử các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước nhiệm kỳ khóa 13 với số phiếu tập trung rất cao. Đây là hình ảnh ông Tổng Bí thư Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc hội nghị lần thứ 15 của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 12. Theo nguồn tin nội chính mà tờ Thời báo.de có được, trước khi hội nghị Trung ương 15 diễn ra, các phiếu thăm dò tín nhiệm cho những trường hợp đặc biệt trên 65 tuổi đối với ông Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Thị Kim Ngân và Trần Quốc Vượng đã được gửi qua thư tới các ủy viên Ban chấp hành Trung ương của Đảng trên cả nước. Trong phiếu thăm dò được xếp từ trên xuống dưới và theo thứ tự, ông Nguyễn Phú Trọng, người tự xếp mình vào hai vị trí Tổng Bí thư và Chủ tịch nước, sau khi thu hồi các phiếu thăm dò qua đường bưu điện để gửi về Văn phòng Trung ương Đảng. Hôm 9 tháng 1 vừa qua, Bộ Chính trị đã họp và đưa ra kết quả thăm dò để cùng thảo luận. Ở cột thăm dò thì ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được 60%, còn 30% bỏ phiếu cho cột Chủ tịch nước. Còn ông Nguyễn Xuân Phúc thì cao phiếu thứ hai, bà Nguyễn Thị Kim Ngân thì thua ông Nguyễn Xuân Phúc với tỷ lệ sát nút 2%. Xếp thứ tư là ông Trần Quốc Vượng. Kết quả của họp Bộ Chính trị trên cơ sở đó đã quyết là hai suất đặc biệt dành cho hai người cao phiếu nhất là ông Nguyễn Phú Trọng và ông Nguyễn Xuân Phúc được ở lại khóa 13. Tiếp theo, Bộ Chính trị đã thảo luận để ra phương án và thêm hai người nữa cho hai ghế còn lại, đó là ông Phạm Minh Chính và ông Vương Đình Huệ. Kết quả, vòng thứ nhất đã được định đoạt như vậy trong cuộc họp. Vòng thứ hai, tức là Hội nghị Trung ương 15 hôm 16 tháng 1, đã bỏ phiếu cho bốn ông, thì ông Nguyễn Xuân Phúc cao phiếu nhất là hơn 95%, còn hai ông Phạm Minh Chính và Vương Đình Huệ cũng trên 90%, tức là rất cao. Đây là hình ảnh Hội nghị Trung ương 15 khóa 12 vào sáng ngày 17 tháng 1 đã bế mạc trong trọng thể tại trụ sở Trung ương Đảng ở Hà Nội, sáng sớm hơn 1,5 ngày so với kế hoạch ban đầu. Còn ông Nguyễn Phú Trọng thấp nhất là 82%, nhưng quá bán là đã hội đủ yêu cầu. Với đương kim Tổng Bí thư, tuổi cao và sức yếu đến như vậy, thì con số 82% cũng là thành công đối với ông Nguyễn Phú Trọng thời gian này. Cũng theo quy trình, tới đây, trong Đại hội 13, trong phiên đầu tiên sẽ biểu quyết để sửa đổi điều lệ, tức là thông qua cho ông Nguyễn Phú Trọng ở lại. Vì ông Trọng đã hai nhiệm kỳ rồi, mà theo điều lệ của Đảng Cộng sản Việt Nam thì chỉ được có hai nhiệm kỳ mà thôi. Nếu muốn ba nhiệm kỳ thì phải sửa đổi điều lệ. Nhưng hiện nay, phía Đảng Cộng sản Việt Nam chưa biết có sửa điều lệ hay không. Bên cạnh đó, có rất nhiều ý kiến từ ban tuyên giáo cho rằng không nên sửa điều lệ bởi vì sửa điều lệ rất nguy hiểm. Nếu sửa sau Nguyễn Phú Trọng, người khác lên sẽ muốn ngồi ghế Tổng Bí thư cho tới chết. Vì vậy, chỉ cần bỏ phiếu cho Nguyễn Phú Trọng là được. Dự kiến Đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam cuộc bỏ phiếu tới đây ở vòng thứ 3 thì số phiếu có lẽ cũng không thấp hơn nếu vòng thứ 2 bây giờ đã là cao như vậy. Nhà nghiên cứu Lê Hồng Hiệp cũng cho rằng thông tin về 4 vị trí nhân sự hàng đầu của Việt Nam như trên là đáng tin cậy và nhận định rằng tất cả những thay đổi trên là chưa có tiền lệ. Ông bình luận về việc Trung ương Đảng đã chấp thuận để Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hiện 77 tuổi ở lại tiếp tục giữ chức vụ cao nhất của Đảng dù tuổi cao, sức yếu và đã hết giới hạn nhiệm kỳ là một điều bất ngờ đối với hầu hết các nhà quan sát chính trị ở Việt Nam. Bởi điều lệ của Đảng Cộng sản Việt Nam quy định đồng chí Tổng Bí thư giữ chức vụ Tổng Bí thư không quá 2 nhiệm kỳ liên tiếp. Ông nhận định quyết định được đưa ra tại Hội nghị Trung ương 15 có nghĩa là việc sửa đổi điều lệ Đảng sẽ được tiến hành ngay tại Đại hội 13 để mở đường cho ông Nguyễn Phú Trọng tiếp tục ở lại. Điểm thứ hai phá vỡ truyền thống của Đảng là trong khi thông lệ chỉ có một trường hợp đặc biệt được áp dụng cho một vị trí Tổng Bí thư thì Hội nghị Trung ương 15 đã quyết định lần này ông Nguyễn Xuân Phúc sẽ được coi là trường hợp đặc biệt thứ hai để có thể ở lại đảm nhiệm chức Chủ tịch nước. Ông Nguyễn Xuân Phúc hiện đã 67 tuổi, đã vượt quá giới hạn 65 tuổi để tái cử vào Bộ Chính trị, được dự đoán trước đó sẽ nghỉ hưu nếu không giành được vị trí Tổng Bí thư.
Điểm thứ ba được coi là phá vỡ thông lệ của Đảng là việc ông Phạm Minh Chính đảm nhiệm vị trí Thủ tướng Chính phủ. Đây là hình ảnh ông Phạm Minh Chính, hiện là Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 12, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương và Trưởng tiểu ban Bảo vệ Chính trị của Nội bộ Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 14, được dư luận đồn đoán sẽ là Thủ tướng Chính phủ. Vì từ năm 1986 cho đến nay, theo thông lệ thì vị trí này luôn được dành cho một trong các phó thủ tướng của nhiệm kỳ trước, một vị trí mà ông Phạm Minh Chính chưa từng đảm nhiệm. Và điểm thứ tư đi ngược với thông lệ quan trọng của Đảng là không có chính trị gia miền Nam nào nắm giữ một trong bốn vị trí tứ trụ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tiến sĩ Hoàng Hợp phân tích về điều bất thường này như sau. Về tiêu chí mà mọi người vẫn nôm na gọi là vùng biển, thực chất từ đại hội Đảng thứ 7 mới có những quy định hay quy ước là trong tứ trụ nên có đủ thành phần của ba miền. Lúc đầu do đó là phải ba miền, nhưng cho đến khi đại hội 11 và đại hội 12 dường như chỉ còn một quy chế, hay đúng hơn là quy ước là cặp Tổng Bí thư và Thủ tướng Chính phủ phải là khác miền. Nếu lần này theo danh sách mà người ta đồn, theo đó ông Tổng Bí thư và Thủ tướng cũng đến từ miền Bắc, thì nó có thể sẽ phá vỡ quy ước từ trên, từ đại hội 7 đến nay đã đưa ra, tức là nó tạo ra sự khác biệt mà nói đúng ra là nó phá vỡ quy ước đó. Thế nhưng quy ước ấy chưa bao giờ thì ghi thành văn bản, và quy ước ấy đặt ra là để đảm bảo sự đoàn kết trong một quốc gia, một sự đoàn kết trong nội bộ của Đảng về lãnh đạo cũng như là về các mặt ý chí và địa lý. Thế thì xảy ra như thế, chúng ta vẫn thấy rằng vẫn có chức vụ đảm nhiệm bởi người miền Trung ở đấy, tức là trong tứ trụ, nếu ông Nguyễn Xuân Phúc được quyết định ở lại như một trường hợp đặc biệt mà quá 65 tuổi, thì ông ấy là người miền Trung, chỉ có thiếu người miền Nam nữa mà thôi. Miền Nam từ sau năm 1986, tức là từ khi quá trình đổi mới của kinh tế được khởi xướng từ năm 1986, là địa bàn đóng góp rất lớn về tăng trưởng kinh tế cho quốc gia. Đấy là một điểm mấu chốt vô cùng quan trọng để đảm bảo đất nước tiến lên. Lần này nếu không có đại diện là người miền Nam ở trong tứ trụ thì chúng ta thấy đó là một chuyện mà có một con điều gì đó hơi gợn, hơi đặc biệt. Tuy nhiên nếu nhìn mở rộng ra trong các khả năng khác, tức là tỷ lệ trong bộ Ban Chấp hành Trung ương, trong bộ Chính trị, Ban Bí thư sắp tới của đại hội 13, thấy rằng số ứng cử viên miền Nam cũng rất là đông. Nhưng chỉ có chuyện là đông như thế, quan trọng như thế mà không có ai là người miền Nam ở trong tứ trụ thì đây là lần đầu tiên nó sẽ là một chuyện đặc biệt như thế xảy ra. Cũng như chúng ta thấy rằng ở đại hội 10 đã không có người miền Trung ở trong tứ trụ, chỉ có người miền Bắc với người miền Nam mà thôi. Facebook Nguyễn Tráng thì nhìn nhận hiện tượng này như là hậu quả của cuộc chiến khốc liệt giữa hai nhóm miền Nam mà đại diện là nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, khiến cho sĩ phu Bắc Hà giỏi lý luận Nguyễn Phú Trọng là ngư ông đắc lợi nhất. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Tấn Dũng và Trương Tấn Sang tại kỳ đại hội Đảng lần thứ 11. Facebooker lại viết như sau: cho đến đại hội lần thứ 11 năm 2011, quyền lực của phe miền Nam trong hệ thống chính trị là rất mạnh. Thậm chí năm đó trong hàng tứ trụ có tới 2 người miền Nam là Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Chủ tịch nước Trương Tấn Sang. Ngoài ra còn có hàng loạt cái tên chính khách nổi bật gốc Nam như Nguyễn Thiện Nhân, Võ Văn Thưởng, Nguyễn Thị Kim Ngân, vân vân. Thời điểm đó, mặc dù bậc nhân kiệt Nguyễn Phú Trọng nắm chức Tổng Bí thư nhưng quyền lực không lớn, trong khi phe Nghệ Tĩnh và Nguyễn Sinh Hùng lại hết sức mờ nhạt. Tuy nhiên, từ năm 2011 đến nay, hai ông Trương Tấn Sang và Nguyễn Tấn Dũng lại lao vào đánh nhau chí tử. Đây cũng là thời điểm xuất hiện hàng loạt các trang blog đánh phá đối thủ của nhau như trang Quan Làm Báo, Tư Sang Nhang Hiểm hoặc Chân Dung Quyền Lực, vân vân. Bên cạnh đó, hàng loạt đệ tử phe nhóm lợi ích của cả hai bên bị bắt, bị khởi tố, bị thủ tiêu, bao gồm Phạm Quý Ngọ, Nguyễn Bá Thanh, Phạm Chí Dũng, Hà Văn Thắm, Bầu Kiên, Đặng Hoàng Yến, Trần Bắc Hà, Phạm Công Danh và rất nhiều người khác. Và cuộc đấu đá giữa hai nhân vật gốc miền Nam được cho rằng là cơ hội tuyệt vời để ông Nguyễn Phú Trọng là ngư ông đắc lợi, tập trung xây dựng quyền lực cho phe của mình. Để rồi, đến đại hội lần thứ 12 vào năm 2016, cả ông Nguyễn Tấn Dũng và Trương Tấn Sang phải về vườn làm người tử tế, để lại riêng Nguyễn Phú Trọng làm trường hợp đặc biệt. Suốt 5 năm qua, chính trường của Việt Nam trở thành sân chơi của riêng Nguyễn Phú Trọng. Ông ta có quyền lực như vua chúa, múa gậy vườn hoang, túy sắp xếp nhân sự, muốn bắt hoặc quỷ luật ai, thanh trừng phe phái nào cũng được, chỉ cần nhân danh chống tham nhũng là đủ. Phe Nghệ Tĩnh cũng thừa dịp trỗi dậy, nhóm này thành thế lực cát cứ rất mạnh.
với số lượng các ủy viên trung ương và tướng tá quân đội, công an nhiều nhất. Đại hội 13 sắp đến, rò rỉ một số danh sách nhân sự lãnh đạo cấp cao cho thấy phe miền Nam đang thất bại thê thảm. Lần đầu tiên sau nhiều thập kỷ, phe này không có Trần Trọng Tứ trụ. Theo đó, cả ông Trương Hòa Bình được cho rằng là đệ tử của Trần Đức Sang và Nguyễn Thị Kim Ngân, đệ tử của ông Nguyễn Tấn Dũng đều phải về vườn. Ngoài ra, Nguyễn Thiện Nhân cũng phải về hưu, còn Võ Văn Thưởng mang bệnh án ung thư, không biết lay lắt ở lại hay về hưu non. Hiện nay có hai nhân vật nhân sự miền Nam chắc chắn vào Bộ Chính trị khóa 13 là ông Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, và ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Sài Gòn. Tuy nhiên, vị trí của ông Trần Thanh Mẫn không có nhiều quyền lực, còn ông Nguyễn Văn Nên là đệ tử ruột của ông Nguyễn Phú Trọng, làm Chánh văn phòng Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam, thành ra cũng bị bắc hóa rất nhiều. Tóm lại, hàng chục năm qua, ông Sang, ông Dũng mái mê đấu đá lẫn nhau để rồi thế lực tiêu hào, và ông Nguyễn Phú Trọng là người được cho rằng hưởng lợi nhiều nhất. Miền Nam rất mạnh về kinh tế, đóng góp phần lớn ngân sách cho quốc gia, tuy nhiên lại không có tiếng nói về mặt chính trị. Và vì vậy, nơi này giống như một cuộc thuộc địa kiểu mới cho các quan chức phía Bắc bóc lột, bắt kiệt sức lực. Còn Facebook Lê Văn Đoành thì cũng cùng nhận định với ông Nguyễn Tráng. Ông cho rằng việc thiếu hụt đội ngũ cấp cao kế cận hiện nay là hệ quả của cuộc đánh nhau một mất một còn của hai ngôi sao phương Nam là Tư Sang và Ba Dũng. Người của bên này ngoi lên nhưng bị của bên kia nắm cổ kéo xuống và ngược lại. Lãnh đạo cấp cao miền Bắc cứ thế mặc sức tung hoành, cài cắm người từ địa phương đến trung ương dưới chiêu thức luân chuyển cán bộ. Đây là hình ảnh lý lịch ông Lê Quang Mạnh, 46 tuổi, quê Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, được bầu làm Bí thư Thành ủy nhiệm kỳ 2020-2025. Với 65 tỉnh thành hiện nay, miền Bắc theo Hiệp định Geneva năm 1954, từ Quảng Bình trở ra gồm 29 tỉnh thành, miền Nam từ Quảng Trị đổ vào gồm 34 tỉnh thành. Tại Đại hội 12 có thể thấy một số liệu không cân xứng như sau. 180 ủy viên trung ương chính thức của khóa 12 miền Bắc là 111, miền Nam chỉ có 69. 19 ủy viên Bộ Chính trị thì miền Bắc có 13 và miền Nam chỉ có 6. 12 thành viên Ban Bí thư, miền Bắc có 8 và miền Nam chỉ có 4. Thiết kế như trên được đồn đoán là của kiến trúc sư Tô Huy Dứa. Nhìn qua đủ thấy cách làm nhân sự của miền Bắc có lý luận là đáng sợ. Cũng phải thôi, vì từ khóa 6 cho đến khóa 12, qua 7 khóa miền Nam chưa bao giờ nắm được vị trí Tổng Bí thư, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, và chỉ là ân huệ được giữ chức trưởng ban tổ chức trung ương một lần vào khóa 6 với trưởng ban Lê Phước Thọ, tức là Sáu Hậu. Và nhìn cách bảy binh bố trận như thế thì miền Nam lấy đâu ra người để đưa vào ban chấp hành trung ương mà đi tiếp. Tại Đà Nẵng, Bí thư Nguyễn Văn Quảng 51 tuổi quê lại Hải Phòng. Phú Yên, Bí thư Phạm Đại Dương 46 tuổi quê Hà Nội. Khánh Hòa thì Bí thư Nguyễn Khắc Định 56 tuổi quê lại tỉnh Thái Bình. Ninh Thuận thì Bí thư Nguyễn Đức Thanh 58 tuổi quê Hà Tĩnh. Đắk Lắk là Bí thư Bùi Văn Cường 55 tuổi quê ở Hải Dương. Đồng Tháp thì Bí thư Lê Quốc Phong 42 tuổi quê Hà Nội. Và thành phố Cần Thơ, Bí thư Lê Quang Mạnh 46 tuổi quê Hà Nội. Đó là chưa kể các đại quan ở Huế chạy vào giành ghế Bí thư ở Bình Thuận, quê ông Quảng Ngãi lên nắm Kon Tum chẳng hạn, hoặc là từ Đà Nẵng xí phần tại Lâm Đồng. Hai ông Quảng Nam thì giật chức Bí thư hai tỉnh Đắk Nông và Bà Rịa Vũng Tàu. Hai ông thì Tây Ninh, một ông ôm Bí thư thành phố Hồ Chí Minh, một ông đoạt Bí thư Hậu Giang. Và dư luận cho rằng như vậy, 19 tỉnh thành của Nam Bộ nhưng không có mấy người miền Nam làm tổng đốc thì lấy cửa gì vào trung ương khóa 13. Sau 35 năm tính từ đại hội lần thứ 6 năm 1986, trong khóa tới, Nam Bộ chính thức không có đại diện trong tứ trụ. Trước đó hai khóa liên tiếp, Nam Bộ có cả hai nhân vật lọt vào bộ tứ để nắm ghế Chủ tịch nước và Thủ tướng. Khóa 10 bao gồm Nguyễn Minh Triết và Nguyễn Tấn Dũng. Khóa 11 bao gồm Trương Tấn Sang và Nguyễn Tấn Dũng. Miền Nam thì giàu có và chủ phú, nhưng lệ thuộc vào sai khiến và ban ơn mọi thứ từ kinh tế, chính trị đến văn hóa xã hội. Cứ nhìn tỷ lệ phân chia các khoản thu ngân sách mà Trung ương xử ép thành phố Hồ Chí Minh thì rất rõ thế cờ. Từ mức 33% giai đoạn 2000-2003 xuống chỉ còn 23% vào năm 2011-2016. Dù gì thì Nam Bộ cũng nên cay đắng chấp nhận chuyện đã rồi. Cũng cần phải nói thêm, những ủy viên Bộ Chính trị có gốc gác miền Nam từ trước đến nay hầu hết là những người khai quốc công thần, thời bưng biển ở Trung ương Cục miền Nam, hoặc những hạt giống đỏ được ươm từ các trường học sinh miền Nam trên đất Bắc.
còn gọi là phấn đấu để cơ cấu thì đừng có mơ. Được biết vào năm 1978, khi thông báo bỏ tư cách đảng viên Đảng Cộng sản và từ chối tham gia chính phủ mới, nữ bác sĩ Dương Quỳnh Hoa, Bộ trưởng Bộ Y tế vào năm 1978 của chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam đã nói với luật sư Nguyễn Hữu Thọ rằng anh và tôi chỉ đóng vai trò bù nhìn và chỉ là món đồ trang sức rẻ tiền cho chế độ mà thôi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .de ngày hôm nay thứ hai ngày 18 tháng 1 năm 2020 với bản tin Hội nghị 15 phá vỡ điều lệ của Đảng, thất bại của phe miền Nam. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.